Năm ngoái mình nhớ hình như là cái giá 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 công đúng không? Nếu không bán giá công. Đây đúng không? Bữa bữa mình có sớt đúng không? Đây gọi là Fed Baltic Index đấy, đúng không? Cái số liên quan đến cái container đúng không? Năm nói chung là nó vẫn cứ tăng liên tục. Và đặc biệt là bắt đầu từ tháng tháng tư năm ngoái đúng không? Đúng thời điểm ông mới đầu tư hai con tàu tiếp theo đúng không? Và sau khi đầu tư xong thì nó vút lên rất nhanh. Đúng rồi. Sau khi lên 10.000 thì từ đó bây giờ thì cũng không lên được nhiều, nhưng mà rõ ràng là lên xong được luôn đấy. Và đây là cái hệ số toàn cầu đúng không? Chứ nó không hẳn là trong một cái tuyến đại diện cụ thể ở đấy. Nhưng mà rõ ràng là lên xong thì không xuống nữa. Và đứng luôn đấy đúng không? Tháng 8. Bây giờ là tháng 3 rồi, như vậy là 7 tháng rồi. Và bắt đầu lên lên sốc bắt đầu từ tháng 4 đúng không? Ngày xưa cũng lên dần rồi đúng không? Sau đó có cú lên sốc lên nữa. Như vậy là hai năm nay đều lên rất mạnh, đúng là từ hồi dịch đúng không? Là chúng ta nắm được thông tin như vậy. Ở đây thì mình xem công ty giới thiệu như nào nha. Phong tỏa thiếu lao động làm chuỗi cung nhập cầu đứt gãy nên khủng hoảng thiếu tàu đúng không? Rồi thiếu cả vỏ container đúng không? Rồi đẩy giá cước vận chuyển đúng không? Như vậy chúng ta biết cái giá cước vận chuyển công đúng không? Rất mạnh đúng không? 7 tháng này đúng không? Đi ngang đúng không? Và đứng ở mức cao. Vẫn đứng ở mức cao. Và đây là cái tóm tắt đúng không? Chúng ta thấy hiện tượng như vậy. Và còn theo thống kê của Hải An thì giá cước đúng không? Giá cước tính ra là tăng đến 5 đến 6 lần đúng không? So với trước đại dịch. Vậy là 2 năm qua là tăng cực mạnh. Và thực ra thì rõ ràng là nghề nghề của ông ấy là bám vào hoạt động xuất nhập khẩu đúng không? Và ở đây thì nói chung là mình cũng chưa tìm hiểu hết các cái số liệu, nhưng mà đại khái là như này là đây là số liệu của bên Tổng cục Thống kê đúng không? Và họ thống kê cho năm xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu cho năm 2021. Đại khái là như vậy đúng không? Hay là chúng ta đọc một cái báo chí nghe cho nó, họ đưa tin nó trong trình bày nó trôi một tí đúng không? Việt Nam Plus rồi. Và đây đúng không? Ngoài đây ngoài tổng kim ngạch là 670 tỷ đúng không? Đây. Và họ đây là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đúng không? Của Việt Nam đúng không? Năm 2021 là đạt 668 tỷ đô đúng không? Và tăng 22% đúng không? 22,6% so với 2020. Như vậy là đây là một cực kỳ thuận lợi đúng không? Ngoài chuyện tăng giá ra thì cái cầu cũng tăng đúng không? Năm nay đấy là năm ngoái còn bị chết ở cái quý 3 ở miền Nam đúng không? Hôm nay khả năng cao là dịch mặc dù tăng rất mạnh nhưng mà nhà nước tiêm hết rồi đúng không? Chúng ta khả năng không bị gián đoạn sản xuất. Rồi rồi đúng không? Vậy hoạt động xuất khẩu vẫn điểm sáng. Thế còn đây thì mình tranh thủ mình xuất mình cái gì nhỉ? Cái xuất cái 2 tháng đầu năm đúng không? Đây đây. Đây đây đây. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022 đúng không? Tức là vừa mới có xong đúng không? Là đạt 108 tỷ. 2 tháng đầu năm 2022 đúng không? Đạt đây là 108,52 tỷ. Đúng không? Và tăng 13% đúng không? So với 2021. Đúng không? So với cùng kỳ. À, trong đó thì
xuất khẩu đúng không? Là đạt 53,9 tỷ, tăng 10,2% đúng không? Và nhập khẩu là 54,73 tỷ, như vậy là cũng nhập siêu một tí tẹo. Và đây là tăng là 15,9 đúng không? À, đấy, còn chung thì là tăng 13. Như vậy là rõ ràng là đến giờ phút này thì năm nay mặc dù là giá cước sau khi nó lên rất mạnh nhưng mà rõ ràng là cầu vẫn cứ tăng đúng không? 13% hay tăng nào? Không biết là đúng hay sai đúng không? Ít nữa có thể sẽ gián đoạn đúng không? Và đây là những cái thông tin như vậy. Thuê để cho thuê tàu ra thị trường nước ngoài, đồng thời giá nội địa cũng được điều chỉnh dần cho phù hợp với xu hướng chung, nên là tốt đúng không? Giá tăng à, cầu tăng, thuận lợi quá rồi, là rất thuận lợi. Nói chung là nó là tai nạn của các công ty xuất khẩu, nhưng mà đối với công ty vận tải biển thì là ok. Đặc biệt nhờ cố gắng đầu tư thêm tàu nên từ quý bông công ty đã cho thuê dài hạn thêm được 2 tàu cho nước ngoài. Như vậy mà như vậy là giá cước đúng không? Giá cước vận tải quốc tế tăng cao, còn giá cước trong nước thì bắt đầu tăng dần. Và còn giá cước nội địa cũng tăng dần. Rồi, đúng không? Sau đó thì từ quý 4 2021 thì HH đã cho thuê thêm đúng không? Tức là trước đấy là cũng có cho thuê rồi, nhưng không hiểu là cho thuê mấy con đúng không? 2 con tàu loại 1740 đúng không? Từ hai lớn. Và khả năng là đây đây đúng không? Hải An Mai với có 1, 2, 3, 4 đúng không? Trong đó thì có 2 con mới mua và có 4 con có cái loại ấy thôi. Và trên là cái lãi của quý 4 là tăng gấp 3. Và như vậy có thể thấy cái giá cước mà chúng ta đã được nghe đến lý do đúng không? Lý do của quý 4. Ở đây thì năm ngoái ghi nhận đây nó 66 hay 82 này, 92 này. Và theo như cái biểu đồ giá này thì không, bắt đầu từ tầm tháng 8 đúng không? Như vậy quý 4 là gần như là đứng ở mức rất cao. Còn thực ra thì nếu mà ở quý quý 3 đây đúng không? Nó cũng bắt đầu tăng. Và nói chung là quý 4 mới rõ ràng. Và hy vọng là quý 1 tới Hải An lại tiếp tục được một cú nữa. Đúng không? Chúng ta ghi nhận kết quả. Vâng, doanh thu thì vượt trội rồi. Biên lãi thì rất cao đúng không? Và biên lãi đây là đến như này là gần 50% rồi. Đúng rồi. Chi phí vận tải trên đường thì mình cho là nó không tăng nhiều, nó có thể là lương nhân sự cũng sẽ tăng nhưng mà nó không tăng kịp với cái kia được. Và doanh thu thì 1/3 cả năm nhưng mà lãi gộp thì phải đến 40%, gần là 40%, 45%. Và như vậy là cũng hiểu được cái kết cấu này rồi đúng không? Đấy là những thông tin mà công ty đưa ra. Năm 2022 theo đánh giá chung của tổng công ty tư vấn và vận tải thì sẽ tiếp tục kéo dài đúng không? Đấy là quan điểm mà HH đưa ra đúng không? Dự kiến đúng không? Dự kiến là theo cái tư vấn của các cái công ty tư vấn vận tải biển quốc tế đúng không? Tư vấn của vận tải đúng không? Công ty tư vấn vận tải lớn thế giới đúng không? Họ cho rằng là cái tình trạng là đứt gãy đúng không? À, vẫn tiếp tiếp tục đúng không? Chuỗi tiếp tục rồi đúng không? Đặc biệt là thiếu hụt năng lực vận chuyển container sẽ còn kéo dài đúng không?
thiếu vận chuyển công đúng không, giải chắc là khả năng là hôm nào mình phải kiểm tra lại xem là cái quá trình là để đóng một con tàu nó có lâu không, đúng không? Bởi vì thiếu thì người ta sẽ đóng thêm thôi, vấn đề là nó sẽ kéo dài đúng không, ví dụ chẳng hạn đóng tàu một con tàu có thể khoảng 2 năm hoặc là 3 năm đúng không, thời gian mới trung bình nào đấy thì đấy chính là khoảng thời gian nó sẽ dần dần nó sẽ gọi là cung tàu đúng không, cung tàu nó sẽ tăng lên. Vì vậy công ty định hướng cho 3 năm tới như sau đúng không, như vậy nó tốt quá rồi, định hướng 3 năm tới đúng không? Định hướng tương lai đúng không? 3 năm tới vẽ luôn đúng không? Tiếp tục đầu tư và phát triển đội tàu với mục tiêu cung cấp là daily service ở các tuyến Hồ Chí Minh, Hải Phòng đúng không? CM thì không biết là cái gì, hay là Cà Mau đúng không? Tiếp tục phát triển đội tàu với mục tiêu ở đây là gì đây đúng không? Cái này thì nghe nghe cho biết thôi đúng không? Phía đây là Hải Phòng đúng không? Hồ Chí Minh đúng không? Và Cà Mau. CM lúc đầu tìm mãi không ra, chắc là Cà Mau rồi. Tổ chức hợp tác với các hãng tàu nước ngoài để phát triển tuyến vận tải nội Á đúng không? Trước mắt là Đông Nam Á, Đông Bắc Á để phục vụ xuất khẩu của Việt Nam đúng không? Hợp tác với hãng tàu nước ngoài và hợp tác với Hàn Quốc rồi. Để chuyển tuyến nội Á đúng không? Có Đông Nam Á này, Đông Bắc Á này, đúng không? Rồi, ok, đúng không? Cụ thể, phục vụ xuất khẩu Việt Nam thì chắc chắn là như thế, phát triển rất tốt, tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng cảng, depot ở Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đúng không? Ở đây thì họ đã có ở Hải Phòng rồi. Phòng được coi là tương đối tốt rồi, tìm kiếm cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng cảng và depot kho Vũng Tàu này, Hồ Chí Minh này, Đà Nẵng, bám hết các địa phương, đảm bảo dây chuyền công nghệ khép kín đúng không? Mục tiêu rồi. Và như vậy là vừa có tàu đúng không? Vừa có cảng, vừa có kho depot gì đấy đúng không? Vậy ông muốn gọi là đủ một chu trình khép kín luôn đúng không? Của bên logistics. Đối với logistics thì tập trung lựa chọn và phát triển công nghệ phần mềm công nghệ phù hợp với vùng kinh doanh đúng không? Lấy shipping làm trung tâm. Như vậy lấy cái chuyện vận tải cái rồi. Sau đó tích hợp thêm module phần mềm và cái thêm khác để nâng cao, và như vậy ông vẫn coi cái chuyện là vận tải biển là chủ chốt đúng không? Như vậy chúng ta có thể định nghĩa là HLH được coi là một công ty vận tải biển là gồm các cái yếu tố khác. Lấy shipping đúng không? Đúng từ gọi đi. Làm trung tâm. Về nhân lực thì tập trung tuyển nhân sự trẻ đúng không? Chất lượng cao qua các kênh trực tiếp hoặc là môi giới đúng không? Headhunter để tối đa hóa tìm người. Rồi, như vậy về về nhân lực đúng không? Tập trung tuyển nhân sự trẻ. Nói chung là tuyển tuyển người trẻ thì sẽ phải đào tạo từ đầu đúng không? Nhưng mà hơi mất công đúng không? Nhưng mà có thể là bền hơn đúng không? Nói chuyện đi cắt ngang thì tìm người đúng không? Kênh trực tiếp đúng không? Và môi giới. Rồi. Và như vậy là rõ ràng ở đây là muốn phát triển thêm đội tàu này đúng không? Muốn phát triển thêm cả tuyến ở với Đông Bắc Á và Đông Nam Á, chắc là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đúng không? Và Hàn Quốc đúng không? Những nước chủ đạo.
rồi muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư thêm cảng đúng không? Depot ở Vũng Tàu, Sài Gòn và Đà Nẵng đúng không? Đảm bảo khép kín, phát triển nguồn thông tin đúng không? Rồi nhân sự đúng không? Kiểu người và đấy là định hướng đúng không? Chứ... rồi rồi đúng không? Quá phù hợp với VTA Việt Nam đang thích hút FDI về và ký các hiệp định FTA. Việt Nam rất thích cái này. Vâng. Là nền kinh tế mở. Rồi ký nhiều FTA với các nước đúng không? Khu vực nhất có gì nhỉ? EVFTA đúng không? Với châu Âu. Rồi. Và như vậy là chúng ta đến đến các nhân tố rủi ro rồi đúng không? Khả năng hôm nay mình cũng quay hơi muộn đúng không? Chắc là mình sẽ dừng ở đây. Chúng ta sẽ đến với cái trang số 13. 13 trên chapter đúng không? Rồi hôm nay mình sẽ dừng đây nha. Okay.